Xin chào tất cả các bạn. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì việc lựa chọn một ngôi trường học chất lượng và bằng cấp có giá trị quốc tế đang là xu hướng của đông đảo các bậc phụ huynh và các sinh viên Việt Nam hiện nay. Và đất nước Singapore cũng đang là một trong những sự lựa chọn đầu tiên cho các bạn sinh viên đang có ý định du học. Đặc biệt, các bạn còn quan tâm rất nhiều đến vấn đề muốn đi du học ăn văn ngắn hạn và chương trình thạc sĩ tại đây. Thì đến với chương trình chia sẻ bí quyết du học Singapore ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi với Bảo Trâm đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Vâng, xin chào Bảo Trâm. Chào Ngọc Mai và tất cả các bạn. Thì về nhu cầu tiếng Anh, đối với nhiều người đang là nhân viên làm việc tại các công ty nước ngoài, cơ quan có nhiều đối tác nước ngoài và các doanh nghiệp thì tiếng Anh là một điều bắt buộc cần thiết trong công việc, hay đơn giản là nhu cầu cần thiết cho một bạn trẻ nào đó đang có nhu cầu nâng cao trình độ, chuẩn bị kiến thức cho nghề nghiệp tương lai. Vì vậy mà nhu cầu học tiếng Anh cũng đang là một sự lựa chọn của đông đảo của các bạn trẻ. Và Singapore cũng đang là một điểm đến thực sự hot, được nhiều người quan tâm bởi những ưu điểm mà các khóa học mang lại. Vậy thì Bảo Trâm có thể cho các bạn biết là lý do tại sao mà đất nước Singapore lại thu hút rất nhiều người đến để học ăn văn vậy Bảo Trâm? Thì Singapore là một đất nước đẳng cấp quốc tế ở châu Á và tiếng Anh đó là ngôn ngữ chính thức được sử dụng rộng rãi. Cũng như thì khí hậu ở Singapore là khí hậu nhiệt đới nên nó rất là giống với Việt Nam của mình. Và những bãi biển của Singapore thì nằm trong số những bãi biển đẹp nhất ở trên thế giới. Và trong thời gian học tiếng Anh ở Singapore thì bạn có thể đi dạo ở các khu trung tâm cũng như là những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Và mặt khác thì khi tham gia khóa học tiếng Anh tại Singapore thì các bạn sẽ nhận được sự đào tạo từ các trường uy tín và chất lượng của Singapore, cũng như là các chương trình liên kết và cấp bằng của các trường danh tiếng như là Anh, Úc hay là Mỹ. Thứ hai là bạn sẽ được làm quen trong cái môi trường Anh ngữ để có thể nâng cao cái khả năng giao tiếp. Bên cạnh đó các bạn còn được đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ chuyên ngành, kinh tế hay là kỹ thuật. Thứ ba thì các bạn sẽ được học các chương trình thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn của các trường ở bên nước ngoài cùng với cái đội ngũ giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó thì quy mô lớp học nhỏ cũng như các bạn sinh viên sẽ được phân lớp phù hợp với cái khả năng và trình độ của mình. Các lớp học thì được thiết kế linh hoạt nhằm đáp ứng mọi cái yêu cầu của các bạn học viên về cái thời gian đào tạo. Và học phí và chi phí ở Singapore thì khá là hợp lý so với chi phí của sinh viên Việt Nam chúng ta. Và bên cạnh đó thì nó sẽ thuận tiện trong việc đi lại với lại cái chi phí nó thấp. Và bên cạnh đó thì sau khóa học thì các bạn sinh viên cũng có thể nộp đơn xin học trực tiếp các chương trình như cử nhân, thạc sĩ hay là dự bị đại học tại Singapore. Và cuối cùng là các bạn sinh viên sẽ có thể tham gia các chương trình tiếng Anh tại Singapore cũng sẽ có thuận lợi hơn khi nộp hồ sơ xin visa vào các nước khác như là Anh, Úc, Mỹ hay Canada. Vì các bạn sinh viên cũng có thể chứng minh được mình đã từng đi du học và có cái kế hoạch là học tập cụ thể cho bản thân của mình nữa đó. Vậy thì những đối tượng nào có thể tham gia các khóa học Anh ngữ tại Singapore vậy Bảo Trâm? Và hiện đang có các chương trình học Anh ngữ nào tại Singapore vậy? Thì hàng ngày thì Tân Đại Dương cũng đã tiếp cận rất là nhiều phản hồi từ các bạn quan tâm đến việc du học Singapore. Thì theo Tân Đại Dương thấy thì đa phần các bạn muốn tham gia chương trình Anh ngữ tại Singapore thì thuộc những đối tượng như là những bạn sinh viên có ý định du học ở Singapore hay là các nước như là Anh, Úc, Mỹ thì muốn được học tiếng Anh trong cái môi trường nói tiếng Anh nhưng mà với chi phí học thì rất là hợp lý. Hoặc là các bạn nhân viên thì đang làm việc cần nâng cao cái trình độ tiếng Anh để có thể học cao hơn tại Việt Nam hay là học ở các nước khác, hay là những bạn có cái nhu cầu bồi dưỡng cái vốn tiếng Anh để sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn trong công việc của mình. Và chương trình học thì các bạn có thể chọn một trong những cái khóa học như sau là tiếng Anh giao tiếp, sơ cấp, trung cấp, nâng cao hay là chương trình luyện thi và IELTS nữa đó. Vâng, thì ngoài chương trình học Anh văn thì tại Singapore còn thu hút các bạn sinh viên theo học các chương trình khác, đặc biệt là chương trình thạc sĩ. Vậy thì Bảo Trâm có thể cho các bạn biết là những ưu điểm nào khiến cho các du học sinh học thạc sĩ tại Singapore lại được các bạn quan tâm đến như vậy hay không? Trước hết thì Singapore là một trong những trung tâm đào tạo các chuyên ngành thạc sĩ lớn nhất của khu vực châu Á bằng tiếng Anh. Và hầu hết các trường của Singapore thì đều có chương trình đào tạo thạc sĩ, bao gồm các trường tư thục, công lập và các trường nước ngoài danh tiếng trên thế giới đặt tại Singapore, với các chuyên ngành phong phú như là MBA, kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, marketing, kế toán, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, quản lý hay là logistics. Và khi du học thạc sĩ tại Singapore thì các bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học có bằng IELTS là 6.0 hoặc là 6.5 tùy trường. Tuy nhiên thì việc IELTS cũng không là điều kiện bắt buộc đối với các bạn sinh viên quốc tế. Thì nếu bạn chưa có điểm IELTS thì bạn có thể qua Singapore để học tiếng Anh tại trường trước khi mà vào học cái chương trình khóa chính.
Cạnh đó thì các trường tại Singapore thì thường không có yêu cầu điểm GMAT hay là điểm G. Và chương trình thạc sĩ tại Singapore thì đa phần không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Và đặc biệt là điều thuận lợi khi du học tại Singapore đó là các bạn có thể du học gần nhà, người thân mình có thể qua lại thăm dễ dàng. Chỉ khoảng từ 1 tiếng 45 phút là bay từ Việt Nam sang Singapore mà thôi. Và thời gian học thạc sĩ thì ngắn, chỉ dao động là từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Cũng như là chi phí du học thì vừa phải. Bên cạnh đó các bạn còn được nhận bằng cấp quốc tế của các trường đại học như là Anh, Úc hay Mỹ. Và chương trình học thì hoàn toàn là bằng tiếng Anh và được ở lại làm việc tại Singapore sau khi mà kết thúc khóa học. Bên cạnh đó thì hồ sơ du học Singapore thì thủ tục rất là đơn giản, cũng như là không cần phải chứng minh tài chính. Bạn sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời và tích lũy được rất là nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm phục vụ cho cái công việc sau này của mình nữa đó. Thì sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Singapore thì cơ hội việc làm của các bạn sinh viên thì ra sao? Và có được phép ở lại Singapore làm việc hay không về Bảo Trâm? Theo Tân Đại Dương được biết thì có một số học sinh Việt Nam khi mà du học tại Singapore thì khi đang học khá tiếng Anh ở đã tìm được việc làm và sau đó thì họ kết hợp giữa việc đi làm và đi học thạc sĩ. Đó cũng là một lựa chọn khá là hoàn hảo vì vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt cũng như là vừa có thêm cái kinh nghiệm làm việc cho bản thân của mình. Còn về cơ hội làm việc của bạn sau khi tốt nghiệp là rất lớn, bởi vì với bằng cấp quốc tế cùng với những kiến thức mà bạn được học ở Singapore thì bạn có thể làm việc tại bất kỳ quốc gia nào với một mức lương rất là hấp dẫn. Và trong quá trình học tại trường thì nếu kết quả sau khi hoàn thành khóa học tốt thì bạn sẽ được trường giữ lại làm việc, hoặc là sau khi tốt nghiệp bạn cũng có thể xin vào làm ở các công ty tại Singapore. Và lúc này thì nơi mà bạn làm việc sẽ tự đăng ký và phải tiến hành cái thủ tục xin visa cho bạn. Còn nếu mà các bạn không muốn ở lại làm việc ở Singapore thì các bạn có thể trở về Việt Nam xin vào những công ty lớn để làm, hoặc là nếu mà bản thân mình có điều kiện cũng có thể thành lập các công ty riêng với lại bạn bè hay là tự cá nhân của mình. Thì Bảo Trâm nghĩ có rất là nhiều lựa chọn, thì tùy vào cái khả năng của mỗi bạn cũng như là gia đình của mình như thế nào nữa đó. Vâng, thì rất là cảm ơn Bảo Trâm về những thông tin mà Bảo Trâm vừa mang lại cho tất cả các bạn. Qua đây thì Mai hy vọng là mọi quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đã có những thông tin bổ ích về du học Singapore, các trình học tiếng Anh và thạc sĩ dành cho các bạn tại Singapore. Nếu mà các bạn còn thắc mắc hay đang cần được hỗ trợ trong việc giải đáp mọi vấn đề về học tập tại Singapore thì các bạn có thể truy cập vào trang web của công ty Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn, hay là các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới văn phòng của công ty Tân Đại Dương là 0838484879 của chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể trực tiếp lên ngay văn phòng của công ty theo địa chỉ là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và ở Nha Trang. Lưu ý là chúng tôi sẽ không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với một bạn du học sinh Singapore, đó là bạn Hoài Thảo. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Hoài Thảo để tìm hiểu lý do tại sao Hoài Thảo lại chọn Singapore làm điểm đến để du học nhé. À, chị chào Hoài Thảo. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Em tên là Nguyễn Vương Hoài Thảo, em sinh năm 1991. Hiện em đang tại quận Gò Vấp. Và em đang apply xin du học cho bằng Master ở James Cook, Singapore. Như em được biết thì trường James Cook ở Singapore là một trong top 4 trường hàng đầu thế giới. Cho nên là em đã chọn James Cook để apply xin du học Master cho mình. Cái lý do thứ hai em chọn Singapore đó là vì Singapore khá gần với Việt Nam. Thì cái đó là một trong những điều kiện tạo điều kiện cho em và gia đình gần gũi hơn. Vì thời gian để ba mẹ bay sang thăm em hoặc là em quay trở về cho những cái kỳ nghỉ ngắn thì rất là thuận lợi. Em cũng đã có dịp sang Singapore để du lịch, cho nên là em cảm thấy là em rất là thích không khí cũng như là cái nhịp sống ở Singapore, nên là em đã chọn Singapore để du học. Em vẫn tiếp tục học master cho ngành du lịch khách sạn, vì như chị biết với mọi người đều biết là Singapore chỉ đứng sau Thụy Sĩ về đào tạo chuyên ngành nhà hàng khách sạn. Cho nên là em đã chọn Singapore. Thứ nhất là có thể là nói về học phí thì có thể là có thể cái phần học phí thì nó có thể rẻ hơn Thụy Sĩ một chút. Và cái thứ hai là cái thuận lợi như em đã nói là gần nhà. Là cho chị hỏi là cái cảm nhận của Hoài Thảo khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì như thế nào?
Khi mà em làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, công ty Tân Đại Dương thì các chị đã hỗ trợ em rất nhiều và đã giúp em hoàn chỉnh hồ sơ để lấy được cái student pass thành công. Qua đâu thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương hả? Thường thì em hay search trên mạng, trang web thì em tìm hiểu qua trang web, trang website thì em lờ mờ và tìm được công ty Tân Đại Dương. Và em có xem một số các clip ở trên YouTube thì em bị cuốn hút bởi cái lời giới thiệu của các chị bên công ty Tân Đại Dương. Chị cảm ơn Hoài Thảo trong buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Dạ. Và khi qua Singapore học thì cần hỗ trợ gì thì em liên hệ với chị Kim về nhà ở hay là thủ tục hồ sơ hay là về trường gì đó thì dạ, em cứ liên hệ chị Kim sẽ hỗ trợ em. Dạ. Rồi, một lần nữa thì chị thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc em qua Singapore học tập thật là tốt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã tạo cơ hội cho em đạt được ước mơ của mình, cũng như nói lên cái cảm xúc của em ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Hoài Thảo chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Singapore của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.